Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh YouTube Vườn Mai Linh Bonsai. Hôm nay em Linh có đến chỗ vườn của anh Sang, Facebook là Sang Quỳnh đó, để quay chia sẻ tới quý cô chú anh chị em mình. Hôm nay em có đến chỗ vườn của anh Sang á, để giao lưu một số giống mai hot hiện nay, giống mai giả hoàng kim ha. Thì em Linh cũng có lựa được một vài cây nái nè, vậy để ghép và em quay và giao lưu tới quý cô chú anh chị mình ha. Thì em bước ra vô vườn của anh Sang để cho quý cô chú anh chị mình xem về cái giống mai giảo hoàng kim ha. Thì đây anh Sang cũng ghép một số khá nhiều nè. Thì hôm nay em Linh cũng lựa được vài cây rồi, thì để về ghép một số giống để giao lưu tới quý cô chú anh chị mình nè. Đây, anh Sang nè cô chú anh chị ha. Thì anh chủ giống mai nè, giống mai giảo hoàng kim quá, đang đang hot trên thị trường hiện nay á. Thì hôm nay em cũng đến chỗ vườn gốc của giống mai này nè, để giao lưu một số cây về để lấy bo để giao lưu tới quý cô chú anh chị mình ha. Thì thứ nhất em quay để tính chính. Cây này là không có làm nụ làm gì nha cả nhà, nó tự lên rồi cả nhà. Cây này mới ghép cũng 2 tháng rưỡi. Ôi ôi cây đã quá anh Sang ha. 2 tháng rưỡi. Ôi nút nụ nè. Thì nói chung nhiều cô chú anh chị mình xem cái mặt bông á thì nói nó na ná giống bình lợi, nhưng mà thực chất em lên tới tới vườn thì em đính chính lại là nó không có giống bình lợi như của chú anh chị. Thì nói chung cái phơm bông thì giảo thì thường thường nó nhiều cánh thì nó sẽ na ná nhau, nhưng mà cái lá này mình thấy cái lá bự xuống vô cái lá đài cho cả nhà coi nè. Đó lá đài. Không phải siêu bông bình lợi đâu. Thì cô chú anh chị mình có giao lưu cái giống này thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha. Thì sự phát cái độ phát triển của nó là cũng khá nha. Rồi tí xíu em cũng có chèn một vài hình trong cái vườn của anh Sang này cô chú anh chị, cho cô chú anh chị mình xem rõ tham khảo ha. Nhiều khi cô chú anh chị mình nghe cái giống này mà chưa thấy được cái mặt bông á, tí xíu em sẽ chèn thêm một cái hình cho cô chú anh chị mình xem. Thì cây thì cái độ phát triển nó khá mạnh. Để tí xíu em quay mấy cái cây non mà anh nuôi á, thời tiết này là thời tiết nắng gắt nè, mà anh nuôi thấy trời ơi nó sung mạnh thấy ghê luôn. Đây là thua với bánh ve nhiều cả nhà. À. Nước này không có ngon. Đúng rồi, cái nước phèn hả anh Sang? Nước phèn, nước bị phèn cả nhà. Nước bị phèn. Phát triển khá là mạnh mà thời tiết nè. Ôi thời tiết đang gay gắt rồi. Cây này là này nó cũng ra bông mà nó rũ. 2 tháng nè. 2 tháng. 2 tháng ghép. Cây này là 7 tháng nè. À 7 tháng anh Sang. Ồ đầy cành luôn rồi. Rồi cái cục cây chột hết biết. Cũng mạnh đâu thua gì bình lợi đó ha. Nhìn bo đọt nè cả nhà, 7 tháng nè. Ồ, ngón tay anh luôn. Trời ơi, quá dữ. 7 tháng. Cây này khủng khiếp lắm đó nha cả nhà. À, cái này thì nói chung quay trước mắt thì cũng chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình về cái giống mai này. Cái cây mà mấy anh em mà coi thấy cái mặt bông mà hoa hồng đúng không? Cái cây này. Cái này nhìn cái bo nè, nhìn cái đầu bo là biết ngay nó nở ngay lúc thời điểm nhìn trên màn hình đó. Đúng cái cây này. Này cây này ha. Nó em nói nó con thú đó. Cái cây này hiện tại có người trả là 9 triệu cái cây này em chưa bán. Cái cây này cái gốc của mình ghép nó trước hay anh Sang? Cái cây này cắt từ cái F1 ghép vô đây. Ghép vô đây. Đó, dạ. Nói chung là mấy cây này là thì nói chung mình mà. Nhân cái do nhân một bảy có anh Đạt Lê nữa nè. Có anh Đạt Lê ở cầu Đình Phú Hội. Em phải chụp hình chứ em không có chơi YouTube. Thì cô chú anh chị mình ghép mình nhân giống vô tính, cô chú anh chị mình đừng có sợ F1, F0, F2, F3 gì hết á. Nó đều giữ cái bản như nhau thôi à. Ghép vô tứ quý nha. Tứ quý em. Tứ quý ha. Em ẩu lắm vậy đi, em vô cái là kéo nhựa em đóng luôn. Đóng luôn ha. Là đóng tiền vậy đó cả nhà. Cô chú nhân giống vô tính á thì cô chú anh chị mình đừng có sợ. Ghép F1, F0, F2 gì hết á. Là nó làm mình cứ nó vẫn giữ được cái nguyên bản từ cây mẹ của nó, hoặc là F1, F2 gì nó cũng như nhau hết, bông nó vẫn ra chuẩn của chú anh chị mình đừng có sợ nha. Chỉ là nhân giống hữu tính, tức là mình lai tạo giữa cái hộp của cây này nha, mà nó ra cây khác thì nó sẽ mình cô chú mình mới sợ là nó sẽ thụ phấn chéo đó, nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm đó. Cô chú anh chị mình thấy cái sự phát cái độ phát triển của nó khá là mạnh của chú anh chị nha. Thì em Linh cũng lên tại vườn, em Linh cũng thắc mắc cái giống này nhiều lắm. Thì em Linh cũng lên tại vườn. Thứ nhất em Linh tìm hiểu cái giống này á,
nó là có phải là giống siêu bông bình lợi hay không đó, thứ hai là cái sự phát triển của nó như thế nào đó, thì em mới lên đây em mới mua cái giống này về đó để giao lưu tới quý cô chú anh chị mình. Thì em Linh á, thì em Linh giao lưu giống em Linh rất là kỹ, thứ nhất là phải là chuẩn giống, thứ hai á, là cô chú anh chị mình nuôi sao mà phải nó phải có tương lai về sau thì em Linh mới nuôi và giao lưu tới quý cô chú anh chị mình cái giống giống mai ha. Thì em quay sơ lược thêm một vòng cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây cô chú anh chị ha, nó phát triển mạnh thấy ghê không? Dạ. Dạ. Đây nè, phát triển trời ơi. Yep. Vậy thì thôi còn gì nữa bạn. Bông đẹp nữa. Nói chung cái độ sinh trưởng của nó thì ok. À, phát triển mạnh ha anh ha. Tốt. Dạ, ok, hài lòng. Việc gốc của anh càng mạnh lên thế nó đi cài gốc già nó đi gốc non non nó đi nó già. Diều dây không kịp luôn. Dẹo ha. Dạ. Gì chia một cục luôn. Đây anh xem. Rồi thì hôm nay em cũng Linh xin chia sẻ cái clip ngắn tới vườn chỗ anh Sang về cái giống mai giảo hoàng kim này của chú anh chị. Thì em cũng xin kết thúc cái clip ngắn của em tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã xem hết cái clip của em. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị em mình những clip tiếp theo nha.